Thôi đừng quay mặt em, tắt đi. Đừng quay mặt em. Quay mặt kia. Quay nhiều cá rồi. Bảo suốt ngày ông này ông đi làm hàng cho anh bỏ mẹ. Đấy, cui đi. Quay trả tiền. Lấy hình ảnh của mình đâu phải dễ đâu. Đây rồi, quay một cái. Trả phí đấy. Quay cán bộ rồi địa lực. Mình suốt ngày hôm quay đưa mình lên lên trên rồi là bảo là làm ăn gì ông này chết đây này cái gì màu đen này đặt bên kia rồi nè cái băng dính màu đen thì đặt bên kia rồi. Tem BAD thì còn dán được này. Sau đó quen tem đi, dễ tìm tem. Khớp không? Khớp không? Công sướng nhé. Em con này nhỏ. Con này nhỏ hay vừa mang đi đâu dễ. Con này thực ra nó không phải nhỏ đâu, bởi vì là con này màn hình hơi to. Con của em hơi to, cổng kính. To quá. Đi đâu cổng kính. Ngày xưa ông sai lầm với nhau, to quá. Mưa to quá. Thôi con này cũng nhỏ vừa. Con này nó vừa. Mày nhẹ. Cân tám. Cả nhỉ? Đúng ra cô đi. Ê, giải quyết cho em có máy cho em đi về. Được rồi. Đây là cắm sạc. Anh ngồi sang này. Sẽ cho ông kiểm tra cho thoải mái. Được rồi. Anh ngồi. Bảo copy ở nhà trước đi, không copy. Em ngủ. Được, không được. Máy của em nhiều tiền hơn à? Đây, máy của em nhiều tiền hơn. Máy em nhiều hơn chứ. 2 mấy triệu. Máy em hơn 2 triệu. Công việc. Không, cấu hình nó cũng như này thôi. Nhưng mà nó nhỏ hơn này, mỏng hơn này, nhẹ hơn này. Cấu hình thì như thế này. Nhưng mà hôm qua vừa mới mua một con máy tính nhiều khác. Mà kiểm tra kho không biết là còn hay không. Nếu hết thì bỏ xuống máy. Rất nhẹ. 1,75 cân, 1,8 cân thôi. Rồi, xin chào và cảm ơn.